Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình thời sự tối nay, thứ Sáu, ngày 23 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình với những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp đầu tiên của tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 14. Đẩy nhanh triển khai đầu tư nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đi thăm nắm tình hình sản xuất kinh doanh đầu năm của một số doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn huyện Mộc Châu và huyện Vân Hồ. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra một số khu quy hoạch xây dựng một số dự án trên địa bàn thành phố. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 23 tháng 2 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng tiểu ban văn kiện Đại hội 14 của Đảng đã chủ trì phiên họp đầu tiên tiểu ban. Dự phiên họp có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, các thành viên tiểu ban văn kiện, thường trực tổ biên tập văn kiện. Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng dự kiến được tổ chức vào tháng 1 năm 2026. Để chuẩn bị cho Đại hội 14 của Đảng, Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã quyết định thành lập 5 tiểu ban, trong đó có tiểu ban văn kiện do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng tiểu ban. Tiểu ban văn kiện có nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo chính trị và báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới trình Đại hội 14 của Đảng. Để giúp việc tiểu ban văn kiện, Ban Bí thư đã quyết định thành lập tổ biên tập văn kiện. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Đại hội 14 sẽ lại là một dấu mốc quan trọng trên con đường phát triển của đất nước ta, dân tộc ta, có ý nghĩa định hướng tương lai, khích lệ, cổ vũ, động viên toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, khẳng định đây là sự lựa chọn đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại. Để bảo đảm chất lượng công việc, Tổng Bí thư đề nghị các thành viên tiểu ban, thường trực tiểu ban, đặc biệt là các thành viên trong tổ biên tập, thường trực tổ biên tập cần quán triệt sâu sắc và thống nhất cao một số vấn đề về phương châm, phương pháp tư tưởng, hệ quan điểm chỉ đạo và cách làm để đạt hiệu quả cao nhất. Đại hội 13 của Đảng đã xác định phát triển kết cấu hạ tầng là một trong ba đột phá chiến lược, tạo không gian phát triển mới, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Thời gian qua, Trung ương và địa phương đã rất quyết liệt triển khai các dự án xây dựng các đường bộ cao tốc. Đến nay, cả nước đã đưa vào khai thác gần 1.900 km đường bộ cao tốc, đang nỗ lực phấn đấu để đến năm 2025 có trên 3.000 km đường bộ cao tốc, đến năm 2030 phấn đấu cả nước có khoảng 5.000 km đường bộ cao tốc. Để khẩn trương triển khai các giải pháp hiệu quả kịp thời, khắc phục ngay các tồn tại hạn chế, tăng cường an toàn giao thông, nâng cao hiệu quả khai thác các tuyến đường bộ cao tốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 16/2024 về đẩy nhanh nghiên cứu, triển khai đầu tư nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đang khai thác, đang đầu tư theo quy mô phân kỳ. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các Bộ, Công an, Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu ngay các giải pháp tổ chức giao thông hợp lý, khoa học, hiệu quả và kiểm soát tốt nhất các hoạt động giao thông để bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc quy mô phân kỳ, bảo đảm tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân dân. Khẩn trương nghiên cứu phương án đầu tư nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đã được đầu tư phân kỳ, đạt quy mô cao tốc hoàn chỉnh, phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế, nhu cầu vận tải. Trong đó, tập trung đầu tư sớm nhất đối với các tuyến đường bộ cao tốc quy mô 2 làn xe, đồng thời rà soát bổ sung đầy đủ, đồng bộ các công trình hạ tầng trên tuyến như hệ thống giao thông thông minh, trạm dừng nghỉ. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 2024, khẩn trương xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường ô tô cao tốc trong quý 1 năm 2024, khẩn trương tổ chức nghiệm thu, quyết toán các dự án đầu tư đường bộ cao tốc có quy mô phân kỳ theo quy định để sớm thực hiện đầu tư nâng cấp lên quy mô cao tốc hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đường bộ cao tốc, xác định phạm vi, ranh giới, diện tích đã giải phóng mặt bằng, diện tích tiếp tục giải phóng mặt bằng, kịp thời có kế hoạch thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng, bồi thường hỗ trợ tái định cư theo đúng quy định, bảo đảm tiến độ đầu tư nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc. Chiều nay, ngày 23 tháng 2, chi bộ 1 Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy đã tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 2 năm 2024. Dự sinh hoạt có đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Chi bộ 1 Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy hiện có 11 đảng viên. Trong tháng, chi bộ đã tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu giúp việc lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy,
tham mưu với Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình làm việc năm, lịch công tác tháng, tuần, thực hiện tốt công tác thông tin tổng hợp, nâng cao chất lượng thẩm định, rà soát các nội dung trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chuẩn bị tốt nội dung phục vụ các cuộc làm việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đón tiếp các đoàn công tác trung ương làm việc với các cơ quan đơn vị về tình hình chuẩn bị tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, kiểm tra nắm tình hình tiến độ thi công các dự án, tiến độ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn. Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên thảo luận về kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 2 của chi bộ, về nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2024. Chi bộ 1 tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho các đảng viên, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ giúp việc lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy, tham mưu với Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trọng tâm là chuẩn bị nội dung, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quý 1 năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Khâu nối, phối hợp chuẩn bị nội dung, chương trình phục vụ Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tổ chức tham dự các cuộc họp, hội nghị, sự kiện, phối hợp tham mưu chuẩn bị nội dung và tổ chức chuỗi các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 65 năm ngày Bác Hồ và đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La, 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2024. Sáng nay, ngày 23 tháng 2, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đi thăm nắm tình hình sản xuất đầu năm của một số doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện Mộc Châu. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở ngành Thường trực huyện ủy Mộc Châu. Đến thăm nắm tình hình tại hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Mộc Vân Trang, đồng chí Lò Minh Hùng đánh giá cao những kết quả trong sản xuất kinh doanh của hợp tác xã khi có vùng sản xuất rộng 9,6 ha. Nhiều sản phẩm nông sản của hợp tác xã đều có giá trị rất cao như cà chua bi, doanh thu bình quân 6 tỷ đồng một hectare trên năm, ớt chuông 4,2 tỷ đồng một hectare trên năm, dâu tây 1,5 tỷ đồng một hectare trên năm, thu nhập bình quân của thành viên 800 triệu đồng trên năm. Đồng chí Lò Minh Hùng đề nghị hợp tác xã cần tiếp tục liên kết mở rộng vùng nguyên liệu, xây dựng vùng chuyên canh sản xuất rau chất lượng cao, giám sát chặt chẽ quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, sản xuất an toàn, đẩy mạnh hơn nữa quảng bá giới thiệu sản phẩm, tham gia các chuỗi liên kết để đưa các sản phẩm nông sản sạch của Mộc Châu đến tay người tiêu dùng. Tại hợp tác xã Hoa Mộc Châu, bản tự nhiên xã Đông Sang, hiện nay hợp tác xã có vùng sản xuất gần 30 ha, trong đó 20 ha dâu tây, doanh thu bình quân đạt 1,5 tỷ đồng một ha trên năm, tạo việc làm thường xuyên cho 45 lao động. Đồng chí Lò Minh Hùng đánh giá cao sự đa dạng trong các loại hình kinh doanh của hợp tác xã, trong đó có mô hình du lịch nông nghiệp kết hợp với sản xuất nông sản, kinh doanh dịch vụ. Đề nghị hợp tác xã cần tiếp tục đẩy mạnh các loại hình du lịch trải nghiệm nông nghiệp, trong đó xây dựng các mô hình sản xuất an toàn, nông nghiệp sạch để thu hút du khách, đồng thời quan tâm hơn nữa đến đời sống người lao động, các thành viên hợp tác xã. Đến thăm kiểm tra tình hình sản xuất tại công ty cổ phần chè Cờ Đỏ, đồng chí Lò Minh Hùng ghi nhận những kết quả trong sản xuất kinh doanh của công ty khi đã duy trì vùng sản xuất trên 622 ha, trong đó diện tích chè trên 175 ha, sản lượng chè tươi đạt trên 2.000 tấn, cùng với các loại sản phẩm khác như kén tằm, rau, dược liệu, doanh thu năm 2023 đạt trên 31 tỷ đồng. Đồng chí Lò Minh Hùng đề nghị công ty tiếp tục thâm canh, nâng cao chất lượng giống, tạo ra các sản phẩm chè có chất lượng cao, mở rộng thêm thị trường, giải quyết dứt điểm những khó khăn vướng mắc liên quan đến đất đai, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người dân và doanh nghiệp. Sau khi lắng nghe những khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp, hợp tác xã, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đề nghị các sở ngành của tỉnh, huyện Mộc Châu bám sát các chủ trương của tỉnh trong sản xuất nông nghiệp, rà soát, xử lý dứt điểm những vướng mắc liên quan đến đất đai, kịp thời hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để các doanh nghiệp, hợp tác xã tập trung sản xuất kinh doanh, kết nối thị trường, từ đó nâng cao hơn nữa giá trị nông sản của Mộc Châu nói riêng và tỉnh Sơn La nói chung. Tiếp tục chương trình kiểm tra nắm tình hình sản xuất kinh doanh đầu năm, chiều nay, ngày 23 tháng 2, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã có cuộc làm việc với các hợp tác xã doanh nghiệp trên địa bàn huyện Vân Hồ. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ngành, Thường trực huyện ủy Vân Hồ. Đoàn đã tới kiểm tra nắm tình hình tại công ty cổ phần chế biến thực phẩm sạch Vân Hồ thuộc tập đoàn TH có địa chỉ tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ. Trong năm 2023, đơn vị đã chế biến khoảng 1.000 tấn quả như nhãn, xoài, chuối, mắc ca, sơn tra, hồng giòn. Các sản phẩm đã được người tiêu dùng đánh giá cao. Công ty dự kiến năm 2024, sản lượng chế biến sẽ tăng 300% so với năm 2023. Tuy nhiên, hiện nay việc chế biến sản xuất của công ty đang tạm dừng để bổ sung nguyên liệu và nâng cấp dây chuyền sản xuất.
Đồng chí Lò Minh Hùng đề nghị đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án theo đúng tiến độ đã được cấp chủ trương đầu tư, quản lý sử dụng hiệu quả diện tích đất mà tỉnh đã giao, đẩy mạnh việc thu mua nông sản cho bà con nhân dân, tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh, xây dựng kế hoạch tiêu thụ nông sản, đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động. Đồng thời, tiếp tục nỗ lực để xây dựng và phát triển công ty tương xứng với những lợi thế và kỳ vọng của tỉnh Sơn La. Kiểm tra nắm tình hình sản xuất tại nhà máy IC Food Sơn La, đồng chí Lò Minh Hùng biểu dương những nỗ lực của doanh nghiệp khi đã mua trên 1.450 tấn nguyên liệu, chủ yếu là các loại rau bắp cải, cà rốt, hành lá, cải ngọt, cải bẹ, sản lượng thành phẩm gần 130 tấn, bảo đảm thu nhập ổn định, trên 60 lao động thường xuyên, thu nhập bình quân đạt 6,2 triệu đồng một người trên tháng. Doanh thu năm 2023 đã đạt trên 58 tỷ đồng, tăng gần 40% so với năm 2022. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị đơn vị tiếp tục mở rộng vùng nguyên liệu, thu mua nông sản cho nhân dân với giá thành ổn định, đa dạng hóa các sản phẩm, sản xuất, bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường. Đề nghị Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành, huyện Vân Hồ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ vướng mắc khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ngày càng phát triển. Sáng nay, ngày 23 tháng 2, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra một số khu quy hoạch xây dựng một số dự án trên địa bàn thành phố. Cùng đi có đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Đoàn đã đến kiểm tra khu vực dự kiến bố trí xây dựng trụ sở kho bạc nhà nước tỉnh, báo Sơn La tại bản Pột, phường Triềng Cơi, kiểm tra 8 tuyến đường mới được quy hoạch trên địa bàn thành phố. Sau khi triển khai sẽ kết nối đồng bộ hệ thống giao thông liên xã, liên vùng theo quy hoạch thành phố Sơn La, mở rộng khu trung tâm và liên kết với tuyến quốc lộ 6 đoạn tránh thành phố Sơn La thuộc địa phận phường Triềng Sinh, Quyết Tâm, xã Triềng Ngần. Sau khi khảo sát thực tế, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh đây là những quy hoạch cần sớm triển khai để đảm bảo xây dựng thành phố Sơn La theo tiêu chí đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh cũng như đô thị trung tâm vùng Tây Bắc. Trên cơ sở kiểm tra, khảo sát, đồng chí Hoàng Quốc Khánh đề nghị Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố cần tập trung cao cho công tác tuyên truyền về chủ trương và tính khả thi của các tuyến đường đối với nhân dân trong khu vực, đồng thời triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, huy động và sử dụng hợp lý các nguồn lực của trung ương, địa phương và thu hút đầu tư để triển khai các dự án. Bên cạnh đó, cần khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư cũng như danh mục các dự án để trình các cấp, các cơ quan, ban ngành của tỉnh xem xét, trình Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt để sớm triển khai. Ngày 23 tháng 2, Ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam, Andrew Goleszynowski và đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại mỏ Niken Bản Phúc, huyện Bắc Yên. Về phía tỉnh Sơn La có đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh và huyện Bắc Yên. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Sơn La có công ty Blackstone Mineral là đơn vị thăm dò và khai thác khoáng sản của Australia. Công ty hiện có hai dự án lớn tại tỉnh Sơn La, gồm dự án khai thác mỏ Niken Bản Phúc mở rộng tại huyện Bắc Yên và dự án nhà máy chế biến sâu tinh quặng Niken tại huyện Phú Yên. Mô hình tích hợp khai thác và chế biến sâu theo chiều dọc này đang được phát triển với các yếu tố về môi trường, xã hội và quản trị được lồng ghép trong chiến lược Niken xanh tổng thể của công ty. Các dự án của Blackstone Mineral sẽ tạo ra nhiều việc làm mới cho lao động địa phương, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của cộng đồng địa phương, cũng như đóng góp vào nguồn thu ngân sách nhà nước của tỉnh. Chuyến thăm Sơn La của Ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Việt Nam khẳng định sự ủng hộ của chính phủ Australia đối với các doanh nghiệp của Australia ở Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp đang có những đóng góp đáng kể cho phát triển kinh tế xã hội của khu vực và góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa Australia và Việt Nam. Nhân dịp này, mỏ Niken Bản Phúc, huyện Bắc Yên đã khánh thành trung tâm thông tin để cung cấp thông tin về hai dự án cũng như các tư liệu quá trình hoạt động của mỏ Niken Bản Phúc. Thưa quý vị và các bạn, bám sát chỉ đạo của Trung ương, thời gian qua tỉnh Sơn La đã tập trung triển khai chủ trương bố trí cán bộ chủ chốt, bí thư, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn, không phải người địa phương và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, qua đó góp phần xây dựng củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Sông Mã. Triển khai chủ trương bố trí cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương. Đến nay, huyện Sông Mã đã thực hiện 16 trên 19 đồng chí bí thư đảng ủy các xã thị trấn, đạt 84,2% và 19 trên 19 đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân xã thị trấn không phải là người địa phương, đạt 100%. Tại xã Nà Ngịu, sau 8 tháng luân chuyển điều động từ ban pháp chế, hội đồng nhân dân huyện về làm chủ tịch ủy ban nhân dân xã, đồng chí Dương Hữu Hảo đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn từ cơ sở,
Nhờ đó, những quyết sách tại địa phương cũng như công tác tham mưu cho huyện được đánh giá là đúng và trúng hơn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trên địa bàn. Xuống với xã thì cũng được sự ủng hộ của các đồng chí trong thường trực đảng ủy, hội đồng, rồi các đồng chí lãnh đạo ủy ban nhân xã, mặt trận tổ quốc, cùng với sự ủng hộ nhiệt tình của các đồng chí cán bộ công chức, người hoạt động công chuyên trách cấp xã. Thế thì bản thân cũng dần dần làm quen với công việc và cũng đã hoàn thành được các cái nhiệm vụ mà cấp trên giao. Qua đánh giá, hầu hết cán bộ được luân chuyển điều động đều có bước trưởng thành, tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý, có quan điểm, cách nhìn nhận và phương pháp lãnh đạo chỉ đạo toàn diện hơn, sát thực tế hơn, đặc biệt là cán bộ trẻ có triển vọng đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình trong công việc. Trong năm 2023, thì Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Mã đã quyết tâm quyết liệt để thực hiện nội dung này với kết quả là thực hiện bí thư 16 trên 19 đồng chí và chủ tịch ủy ban là 19 trên 19 đồng chí không phải là người địa phương. Qua cái quá trình tổ chức triển khai thực hiện sau một thời gian thì Ban Thường vụ cũng đã đánh giá thì cái kết quả được đánh giá là rất tích cực. Từ cái việc thực hiện nội dung này là cái chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cái tổ chức đã được thay đổi một cách rõ rệt. Chủ trương luân chuyển bố trí cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương đã tạo ra luồng gió mới tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện Sông Mã. Bên cạnh việc khắc phục hiện tượng bè phái, tư tưởng cục bộ, bảo thủ, trì trệ, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, công tác luân chuyển, điều động đã và đang giúp đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, tạo điều kiện để nhiều cán bộ trên địa bàn trưởng thành và tiếp tục cống hiến vì sự phát triển của địa phương. Xin chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác. Thúc đẩy vốn cho sản xuất kinh doanh. Sơn La triển khai hiệu quả nhiều giải pháp giúp người nghiện ma túy trở về địa phương, tái hòa nhập cộng đồng. Với mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15% được Ngân hàng Nhà nước đặt ra, nhiều ngân hàng thương mại đã chủ động triển khai nhiều chương trình cho vay ưu đãi lãi suất ngay từ đầu năm, đặc biệt là cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thuộc nhóm ngành ưu tiên nên mức lãi vay của doanh nghiệp này cũng được giảm sâu, chỉ bằng một nửa so với cao điểm của năm ngoái. Giảm lãi giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh. Lãi suất tương đối là thấp, bây giờ là 4,5%, giảm rất nhiều. Có những lúc cao thì thường thường là phải sấp xỉ 10%. Giảm như thế thì hỗ trợ rất là nhiều. Thời điểm Tết, các dây chuyền sản xuất bánh kẹo của nhà máy này càng hoạt động hối hả hơn. Đơn hàng nhiều, doanh nghiệp cần thêm vốn cho sản xuất. Doanh nghiệp liên tục được ngân hàng chào mời vay ưu đãi. Hiện lãi suất khoảng 4% một năm cho các khoản ngắn hạn. Thì khi mà cái lãi suất giảm dẫn đến là cái chi phí của doanh nghiệp cũng giảm. Điều đấy thì nó sẽ đảm bảo cho cái câu chuyện là cái lợi nhuận cũng như cái hoạt động của doanh nghiệp nó được hiệu quả. Song song với việc giảm lãi cho các khoản vay cũ, các ngân hàng cũng dành nhiều ưu đãi cho các khoản vay mới. Với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhu cầu vay sản xuất kinh doanh hay tiêu dùng, có mức lãi cố định chỉ từ 6,6% một năm cho kỳ trung và dài hạn. Với ngắn hạn, lãi vay chỉ từ 5,3% một năm tùy từng nhóm khách hàng vay. Lãi suất cho vay thì với cái giảm của nước sàn lãi suất cho vay so với cùng kỳ năm ngoái khoảng 3-4%, còn tùy từng đối tượng. Còn bình quân cho vay thì lãi suất đã giảm là hơn 100%. Không bắt buộc người chấp nhà cửa, thay vào đó là chấp nhận cho doanh nghiệp đảm bảo bằng tài sản hoặc thậm chí là cho vay tín chấp là giải pháp được một số ngân hàng đẩy mạnh nhằm thu hút khách hàng vay vốn. Bởi hiện tại, nhu cầu vốn vẫn được đánh giá là tăng chậm, trong khi lượng tiền huy động vào hệ thống ngân hàng vẫn khá dồi dào. Sâu đục lá cà chua Nam Mỹ vốn được xem là loài vô cùng nguy hại với cây cà chua, khiến nhiều nước ở châu Phi và châu Âu tổn thất nặng nề, đã xuất hiện tại tỉnh Sơn La. Ngành nông nghiệp đã tiến hành khảo sát các khu vực trồng cà chua tập trung ở Mộc Châu và Mai Sơn nhằm điều tra, lấy mẫu và khuyến cáo các biện pháp phòng trừ loại sâu hại này. Tại vườn cà chua của Hợp tác xã Rau An toàn Tự nhiên xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, mặc dù trồng trong nhà lưới để phòng trừ sâu bệnh hại, nhưng qua kiểm tra dễ dàng ghi nhận dấu vết của sâu đục lá cà chua Nam Mỹ. Không chỉ có đường đục to hơn so với đường đục của sâu vẽ bùa thông thường, trên những cây cà chua còn có thể quan sát được đối tượng sâu hại
đang ăn phá ở bên trong lá và quả cà chua. Đối với diện tích cà chua của Hợp tác xã Toàn Tự nhiên mà có sự xuất hiện của loài sâu này thì Hợp tác xã Toàn Tự nhiên cũng đã sử dụng một số biện pháp phòng trừ, như ví dụ như là sử dụng bẫy vàng và các loại thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ. Theo bà con nông dân ở đây, ngay trong giai đoạn đầu vụ, các vườn cà chua đã xuất hiện loại sâu bệnh hại này. Người dân cũng đã dùng một số loại thuốc trừ sâu nên tỷ lệ cây nhiễm khoảng từ 3 đến 5%. Còn hiện nay đã vào cuối vụ, cây không được chăm sóc nên tỷ lệ sâu hại 20% số cây. Sâu đục lá cà chua Nam Mỹ xâm nhập vào Tây Ban Nha từ cuối năm 2006, sau đó lan rộng ra nhiều quốc gia. Sâu gây hại nặng trên giống cà chua Anna và giống Dofu, có tới 75 đến 100% số cây bị sâu gây hại. Sâu gây hại nhẹ trên giống cà chua đỏ, cà chua tre Việt 1, tỷ lệ cây bị hại khoảng từ 3 đến 7%. Tại tỉnh Sơn La, loại sâu hại này ghi nhận xuất hiện lần đầu vào năm 2019. Năm nay, sâu hại trên cây cà chua lại xuất hiện. Ngành nông nghiệp tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiến hành khảo sát các khu vực trồng cà chua tập trung ở Mộc Châu và Mai Sơn nhằm điều tra lấy mẫu và khuyến cáo các biện pháp phòng trừ. Đây là một trong những đối tượng dịch hại mới được xâm nhập về tỉnh Sơn La trên cây cà chua. Đối với loài sâu hại này thì Chi cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật cũng đang phối hợp với Viện Bảo vệ Thực vật và Cục Bảo vệ Thực vật để lấy các cái mẫu xác định rõ tên loài cũng như là các chủng loại. Từ đó thì sẽ có được xây dựng một cái quy trình hướng dẫn để phòng trừ, giúp cho bà con có thể ngăn chặn cũng như là kịp thời phòng trừ đối với loài sâu hại này trong cái niên vụ tới. Tỉnh Sơn La có trên 200 hectare cà chua phục vụ thị trường các tỉnh phía Bắc. Trước khi có hướng dẫn phòng trừ sâu đục lá cà chua Nam Mỹ từ Cục Bảo vệ Thực vật, ngành chức năng cũng khuyến cáo bà con trước khi gieo trồng vụ mới cần xử lý vệ sinh đồng ruộng bằng việc thu gom và đốt các cây cà chua già vụ trước để tiêu diệt ấu trùng sâu. Cùng với đó là tăng cường sử dụng các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại tổng hợp IPM và sử dụng các loại thuốc, chế phẩm, bảo vệ thực vật, nguồn gốc sinh học, hữu cơ, bảo đảm an toàn cho con người và môi trường. Ngày 21 tháng 2 năm 2024, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành quyết định số 392 về việc công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Theo đó, lễ hội cầu mưa của người Thái Trắng, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ hội cầu mưa là một trong những lễ hội quan trọng nhất trong năm được người Thái Trắng ở xã Mường Sang, huyện Mộc Châu tổ chức vào ngày 15 tháng 2 âm lịch. Lễ hội tổ chức với ý nghĩa cầu cho dân bản một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đồng thời giáo dục các thế hệ con cháu biết bảo vệ và tôn trọng môi trường sống. Vào trước ngày diễn ra lễ hội, người dân trong xã cùng tới một bãi đất rộng và dựng một cây nêu với những vật trang trí thể hiện sự khó khăn của cuộc sống do thiếu nước, do thời tiết không thuận lợi. Vật trang trí gồm những con chim, con ve, đan bằng nan, bên cạnh những cái lồng nhỏ đặt trứng gà, vỏ ốc, vỏ chai. Chim và ve là hai loài vật sẽ mang lời khấn của dân bản tới ông Then, ông Trời. Còn vỏ ốc, vỏ chai tượng trưng cho sự khô hạn. Sáng sớm ngày chính hội, một bà quá trong xã quẩy đôi gánh buộc những ống bươm đựng nước đi tới từng nhà, gọi chị em phụ nữ cùng ra mó nước để cùng thầy cúng làm lễ cúng thổ địa thần linh. Tiếp đó là lễ cúng xin nước. Nước lấy về được dựng quanh cây nêu. Thầy Mo đọc bài cúng kể cho ông Then biết nỗi khổ của dân làng khi không có mưa, cầu xin ông trời ban mưa xuống cho ruộng đồng, cây cối tốt tươi. Kết thúc bài cúng, ông Then sẽ tuyên bố ban nước cho dân làng để bà con có một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Sau lễ cầu mưa, nhân dân cùng nhau ca hát, múa xòe và chơi trò chơi dân gian, thể thao truyền thống như ném còn, tó má lẹ, bắn nỏ. Lễ hội cầu mưa được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, sẽ góp phần bảo tồn những nét đẹp văn hóa tín ngưỡng truyền thống của đồng bào dân tộc Thái Trắng và tạo sản phẩm du lịch đa dạng độc đáo, thu hút du khách đến với Mộc Châu. Để góp phần giúp người nghiện, cai nghiện thành công, được học nghề, tìm việc làm sau cai, đồng thời giảm thiểu những tác động của ma túy đến đời sống xã hội, thời gian qua tỉnh Sơn La đã triển khai hiệu quả đồng bộ nhiều giải pháp giúp người nghiện ma túy trở về địa phương, tái hòa nhập cộng đồng. Từng lầm lỡ dính vào ma túy ở tuổi còn rất trẻ, năm 2020, Lèo Văn Thêm vào cơ sở điều trị nghiện ma túy để cắt cơn, giải độc. Tại cơ sở, Thêm đã được các thầy cô đào tạo và dạy nghề xây dựng. Năm 2022, sau khi hoàn thành cai nghiện về, bằng chính những kiến thức đã được tiếp thu tại cơ sở,
Hiện nay, thêm đã có nghề xây dựng để mưu sinh, mỗi tháng thu nhập từ 8 đến 9 triệu đồng. Tôi rời khỏi cơ sở cai nghiện ma túy trong thời gian gần 2 năm rồi, và thời gian trong đấy thì tôi đã được thầy cô dạy cho rất nhiều nghề. Và tôi đã học được những cái nghề như nghề mộc và nghề xây dựng. Để hai cái nghề đó ra ngoài, từ đó thì tôi đã áp dụng hai cái nghề đó để phát triển kinh tế hơn, để cho tôi tránh khỏi những tệ nạn của xã hội như ma túy. Vượt qua những tháng ngày lầm lỡ, số tiền kiếm được từ nghề xây dựng không chỉ giúp thêm trang trải cuộc sống mà còn tích góp gửi về cho bố mẹ. Từ một gia đình phải lao đao khi ma túy quét qua, đến nay gia đình em đã có của ăn của để, và ngôi nhà sắp hoàn thiện này chính là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực của chàng thanh niên này. Trước đây con dính vào ma túy, gia đình vất vả lắm, tiền bạc của cải mất hết. Sau này được đi cai nghiện, cháu về cũng có cái nghề để làm ăn. Đến nay đã có công việc ổn định, phụ giúp kinh tế gia đình. Vì vậy mà đời sống của gia đình cũng đã từng bước ổn định. Năm 2016, ông Hoàng Văn Bốn bị bắt với tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy, bị tuyên phạt 8 năm, 6 tháng tù giam. Nhờ cải tạo tốt, đầu năm 2022, ông được trở về với gia đình. Khi mới trở về, trong ông còn đầy rẫy những mặc cảm tự ti về xã hội. Tuy nhiên, với sự động viên giúp đỡ của chính quyền địa phương, sự giúp đỡ của tổ chức chính trị xã hội, gia đình ông được vay vốn với số tiền 50 triệu đồng để phát triển kinh tế. Có vốn, gia đình ông đã mua phân bón, cây giống về trồng, áp dụng với kiến thức đã được học tại cơ sở. Trên mảnh đất khô cằn, nhưng vườn cây của gia đình ông vẫn sinh trưởng và phát triển tốt, cũng như ý chí vươn lên của ông Bốn quyết tâm làm lại cuộc đời. Gia đình cũng nhiều cái còn trắc trở khó khăn, nhưng mặc dù trắc trở khó khăn đến đâu, tôi vẫn phải cố gắng vì thời gian mình đã lầm lỗi, không biết làm thế nào để bù đắp cho vợ con, muốn trở thành một con người để cho vợ con được nâng tựa. Từ năm 2018 đến nay, các sở, ngành, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La đã tăng cường công tác đào tạo nghề gắn với tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho 724 người sau cai nghiện, hỗ trợ vay vốn, giải quyết việc làm với 37 dự án, tổng số tiền 1,1 tỷ đồng. Qua đó đã góp phần giải quyết việc làm tại chỗ cho gia đình và bản thân người nghiện ma túy. Về tiếp tục với những giải pháp thực hiện trong thời gian tới, tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm gắn kết công tác đào tạo cho người sau cai nghiện ma túy, tạo điều kiện để người sau cai nghiện được tiếp cận, vay vốn, tạo việc làm và tạo điều kiện cho người sau cai nghiện có việc làm để tái hòa nhập cộng đồng. Và để cũng triển khai tốt trong cái việc hỗ trợ đào tạo nghề thì sở cũng đang là tham mưu thành lập một cái quỹ đào tạo nghề cấp tỉnh, cấp huyện để hỗ trợ giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy bằng nguồn xã hội hóa và vận động khuyến khích các doanh nghiệp tham gia xã hội hóa, hỗ trợ giúp đỡ người lầm lỡ và người sau cai nghiện ma túy được tái hòa nhập cộng đồng. Để người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng thì ngoài nghị lực của chính bản thân mỗi người, cần có sự quan tâm sát sao, trách nhiệm của chính quyền đoàn thể, địa phương và nhiều cơ chế chính sách đã và đang giúp nhiều người nghiện làm lại cuộc đời thành công. Họ không chỉ xây dựng hình ảnh mới cho bản thân, với gia đình, cộng đồng mà thậm chí vươn lên trở thành tấm gương sáng để nhiều người cùng hoàn cảnh noi theo. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.